Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 25 tháng 11 năm 2021 về việc bệnh viện Dã chiến thành phố Hồ Chí Minh lại kín bệnh nhân COVID-19. Dưới thời tiết oi bức, số lượng bệnh nhân quá tải cùng với tiếng tiết tiết phát ra liên hồi từ các thiết bị y tế khiến không khí tại đây càng khẩn trương. Ghi nhận tại bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh chiều 24 tháng 11. Tất cả các giường bệnh từ hồi sức bệnh nặng, trung bình, nhẹ đến cấp cứu đều kín bệnh nhân. Dọc hành lang khu 500 khu bệnh nhẹ phải kê thêm nhiều giường xếp cho bệnh nhẹ nằm. Dưới thời tiết oi bức, số lượng bệnh nhân quá tải cùng với tiếng tiết tiết phát ra liên hồi từ các thiết bị y tế khiến không khí tại đây càng khẩn trương. Các y bác sĩ, điều dưỡng, tình nguyện viên phải căng mình chăm sóc điều trị rất nhiều bệnh nhân. Có nhiều người phải dùng các túi đá để làm mát cơ thể mới tiếp tục làm việc. Ông Hồ Hữu Đức, Phó Giám đốc Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19 đa tầng quận Tân Bình cho biết bệnh viện có 3 tầng. Tầng 1 khu E do Trung tâm Y tế quận Tân Bình phụ trách, tầng 2 khu 500 do Bệnh viện quận Tân Bình phụ trách và tầng 3 từ khu A đến C do Bệnh viện Thống Nhất phụ trách. Từ tuần đầu tiên của tháng 11, bệnh viện bắt đầu tiếp nhận nhiều ca F0 từ nhiều đơn vị chuyển đến. Đây là đỉnh mới, bác sĩ Đức nói và cho biết hiện tất cả các giường bệnh ở 3 tầng của bệnh viện dường như kín bệnh nhân. Riêng những bệnh nhân nhẹ, bệnh viện phải kê 50 giường xếp để đáp ứng nhu cầu thực tế. Tại khoa cấp cứu, nếu như những ngày cuối tháng 10 chỉ tiếp nhận 6 đến 7 bệnh nhân COVID-19 mỗi ngày thì 2 tuần gần đây phải tiếp nhận liên tục và thời điểm nào giường cấp cứu cũng kín bệnh nhân. Họ phải lưu lại đây trong thời gian dài vì giường bệnh ở các khu đều kín, theo bác sĩ Đức. Bệnh viện có 70 bác sĩ, 140 điều dưỡng và hiện đang điều trị 850 bệnh nhân. Điển hình tại khu bệnh nặng với 128 bệnh nhân nhưng chỉ có 4 bác sĩ, 7 điều dưỡng chăm sóc điều trị. Trước tình trạng bệnh nhân F0 dần quá tải, bệnh viện gặp nhiều khó khăn về nhân lực khi lực lượng chi viện đã rút. Khu cách ly tập trung các quận huyện đóng cửa cũng như các bệnh viện trở lại công năng ban đầu. Tôi nghĩ tình trạng quá tải này diễn ra cục bộ, do đó Sở Y tế cần điều tiết những nơi nào còn khả năng thu dung để tránh tình trạng quá tải cục bộ, ông Đức nói. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19. Theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin New 24/7 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi. Hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.